sẽ được có tụi bay bên tao mãi như bây giờ. Thổi đi. Tao chưa từng có 500 triệu trong tài khoản. Tôi chưa bao giờ thấy giàu mà phải khổ vậy nữa. Trước sau như ngục, giống như ngực của tụi bay á hả? Nói chuyện như vậy bại á. Ăn anh. Nhìn em đuối như trái chuối rồi. Còn ăn mới uống cái gì nữa? Uống đã. Đi về. Chơi. Nó chưa từng như vậy. Còn có chút cô đơn không? Có em ở đây rồi còn cô đơn gì nữa. Cô đơn không có sợ còn Covid đâu. Còn chúng ta tôi ra đi. Chỉ có đàn ông xấu mới nghĩ phụ nữ vô dụng thôi. Vậy còn những người đàn ông tốt thì sao em? Chết hết rồi, nhậu thôi. Em đồng ý là em nhé. Em đồng ý. Chỉ là đồng ý cho hai người đến với nhau ấy, chứ có ý chiếm mố. Cô bị làm sao không? Cũng đừng có ba con với tôi không cho phép. Tương lai của em là anh, là con, là gia đình này nè. Chứ không phải tương lai của em là một đống sắt quanh trong kia đầy bụi bặm. Hay là mấy năm qua em chỉ coi anh như là một thằng ở đỡ lúc nào cũng chạy theo sách chết cho em thôi. Chính anh là người muốn đám cưới, chứ em đâu có cầu xin cho tình cảm này đâu. Jessica, quá đáng rồi nó. Mày đúng là thiên thần đó nha, ca suốt ngày mày bay bổng ở trên trời nhưng giờ mày gãy cánh rồi. Mày là bạn của tụi tao đó, mày bệnh rồi hả? Tao đang bệnh nè, tao có đi chữa bệnh hàng tuần đây. Tao còn phải chịu đựng thêm tụi bay nữa, tao quá chán